và các bạn. Hôm nay em xin trình bày về chuyên đề có thực sự Belotrienate Ankin trong chỉ nha khoa gây ung thư. Hiện nay chỉ nha khoa là một vật dụng không thể thiếu và rất quan trọng cho việc vệ sinh răng miệng của mỗi người, vì nó có thể làm sạch ở kẽ răng, nơi mà bạn chải không thể nào làm sạch được. Hiện nay thì hầu hết các loại chỉ nha khoa đang lưu hành đều chứa Belotrienate Ankin acid. Cho đến hiện nay thì chưa có nghiên cứu nào khẳng định sự liên hệ giữa phơi nhiễm Belotrienate Ankin acid với ung thư ở người. Các nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc có khả năng gây ung thư và tăng khả năng gây ung thư. Bằng chứng là cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC cũng chỉ phân loại Belotrienate Ankin acid là chất gây ung thư có thể có mức độ 2B. Thành phần của chỉ nha khoa thì về thành phần của chỉ nha khoa, đa số được làm từ ni lông, nhưng hiện nay thì được phủ một lớp Belotrienate Ankin acid. Cái lớp này có tác dụng gì? Thì nhiều người thích nó bởi vì nó không bị vỡ là thứ nhất. Thứ hai là có tác dụng chống ố, chống dính, giúp dễ dàng lướt qua các kẽ răng, khít và xung quanh các mắc cài khi chúng ta niềng răng, mà không để lại nhiều cái tổn thương trên nú, hay là nếu chúng ta sử dụng kỹ thì sẽ không có bất kỳ cái tổn thương trên nú nào, cũng như là việc mài mòn răng hay là việc tiêu xương ổ răng. Các thành phần khác trong chỉ nha khoa có thể là hương vị, chất phụ gia thay đổi theo nhà sản xuất, có thể bao gồm cả fluoride. Tóm tắt của một bằng sáng chế về chỉ nha khoa có ghi rõ: chỉ nha khoa có độ bền cao thì được phủ bằng sáp vi tinh thể. Sáp vi tinh thể ở đây là Belotrienate Ankin acid mà chúng ta nói tới. Nếu muốn, chỉ nha khoa cũng có thể kết hợp một hoặc nhiều chất kiểm soát cao răng, thuốc chống nôn, kháng khuẩn và các chất có thể chấp nhận được trong nha khoa, như là chất đánh bóng, chất mài mòn, chất làm mát, chất tạo mùi và cả chất đông máu. Về hợp chất Belotrienate Ankin acid và các nghiên cứu có liên quan, thì trước tiên mình sẽ tìm hiểu về định nghĩa của Belotrienate Ankin acid. Các hợp chất Belotrienate Ankin acid là tập hợp các chất, trong đó các nguyên tử hydro trong mạch ankin được thay thế bằng các nguyên tử fluor. Chúng ta hiểu rằng trong một mạch, trong một chuỗi ankin, tất cả các nguyên tử hydro được lấy mất đi và được thay thế bằng cái nguyên tử fluor. Có nghĩa là trong chuỗi này chỉ gồm có carbon và fluor trong mạch chính. Các hợp chất này thì có những đặc tính như là trơ bề mặt hóa học, sức căng bề mặt thấp, bền vững với tác dụng của nhiệt độ cao. Do đó cho nên là nó bền vững trong môi trường và có khả năng tích lũy sinh học. Hợp chất này thì có khả năng hòa tan tốt trong nước, và đây cũng là một cái môi trường lưu trữ được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Hiện tại hóa chất này đang tồn tại trên khắp thế giới, không chỉ tìm thấy trong đồ nấu nướng mà nó còn xuất hiện trong bỏng ngô và trong hộp bánh pizza, một số sản phẩm xúc miệng của nha khoa nữa, đồ nội thất và cả quần áo. Vì vậy cần tránh các sản phẩm chứa teflon hoặc danh sách các thành phần bắt đầu từ fluoro hoặc là perfluoro. Thì chúng ta cũng biết teflon là một cái thành phần chất tráng lên trên bề mặt của son chảo, có tác dụng là chống dính. Các nghiên cứu liên quan giữa Belotrienate Ankin acid với ung thư trên người và trên động vật mà mình tìm được như sau. Ở người thì có một sự khẳng định là ở người không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Belotrienate Ankin acid gây ra bất kỳ bệnh cụ thể nào, kể cả ung thư. Thì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác động tiêu cực của hợp chất Belotrienate Ankin acid tới sức khỏe sinh sản của con người, như làm giảm số lượng tinh trùng, giảm khả năng mang thai. Một vài nghiên cứu khác thì chỉ ra sự phơi nhiễm của muối của hợp chất này trước khi sinh sẽ làm giảm sự tăng trưởng của thai nhi, như là giảm trọng lượng và giảm kích thước. Nghiên cứu cho thấy thì hợp chất này có tác dụng kháng khuẩn, chống dính, nhưng mà có thể gây ung thư. Các nghiên cứu trên động vật trong phòng thí nghiệm thì cho thấy chất này có thể thúc đẩy một số bệnh ung thư ở những động vật đó, nhưng không rõ liệu những kết quả này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người hay không. Các nghiên cứu nghề nghiệp của các công nhân mà liên quan đến việc sản xuất những cái công việc có liên quan đến việc tiếp xúc với cái hợp chất này thì nó có liên quan đến một số bệnh như là ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang và gan, nhưng mà không có kết quả nhất quán hay là chưa có sự khẳng định. Ngoài các nghiên cứu độc tính thì một nghiên cứu dịch tễ học lớn với 69.000 người tham gia được Hội đồng Khoa học C8 đã tìm thấy các liên kết có thể xảy ra giữa
cái hợp chất này tăng cao trong máu và liên quan với các bệnh sau đây như là cholesterol tăng cao, viêm loét đại tràng, bệnh tuyến giáp, ung thư tinh hoàn, ung thư thận, tiền sản giật và tăng huyết áp khi mang thai. Nếu như qua việc mình trình bày về các nghiên cứu đã làm được thì cũng chưa có sự khẳng định bất kỳ nào về cái việc vermiculite alkyne acid gây ra ung thư cho người cũng như là các cái bệnh khác. Tuy nhiên thì nó gọi là có liên quan, cho nên chúng ta hãy nên hạn chế nếu được thì chúng ta nên tránh xa cái hợp chất này ra. Thì mình có thể liệt kê một số lựa chọn thay thế cho mọi người, như là dùng chỉ nha khoa không chứa vermiculite alkyne acid như chỉ nha khoa của Spearmint phủ bằng sáp ong tự nhiên. Thì cái sản phẩm này thì được phân phối bởi Congat, một cái thương hiệu mà mình đáng tin tưởng. Hay chỉ nha khoa tea tree phủ bằng sáp thực vật tự nhiên. Trên thực tế thì khi nhận chỉ nha khoa từ các nha sĩ thì chúng ta không thể nào mà thấy được cái thành phần hay là cũng như cái nhãn hiệu của nó, bởi vì họ chỉ cho ta một ít và để trong túi ni lông thôi, để tránh cũng như là để phân biệt được cái sản phẩm cũng như là thành phần. Thì chúng ta nên ra nhà thuốc hoặc là ra siêu thị. Hiện tại thì sản phẩm chỉ nha khoa thì chúng ta rất là dễ tìm mua ở siêu thị hay là ở trong nhà thuốc, cho nên là chúng ta hãy ra đó để tìm xem là thành phần cũng như là chất liệu làm nên nó để chúng ta lựa chọn. Và có một số loại chỉ nha khoa hiện nay thì được làm từ lụa, tuy nhiên thì giá thành rất cao. Tiếp theo là chúng ta có thể dùng bàn chải đánh răng điện. Thì bàn chải đánh răng điện được nghiên cứu là cho kết quả vượt trội so với các loại bàn chải đánh răng thông thường, hoặc là làm sạch bằng tia nước áp lực cao hay là kẹo cao su nha khoa. Từ đó mà chúng ta có thể giảm cái việc sử dụng chỉ nha khoa lại. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và mọi người đã lắng nghe.